Xin được kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết của giải bóng rổ nam và nữ không chuyên năm 2022. Đầu tiên sẽ là trận chung kết nữ. Hai cái tên xuất sắc nhất đã vượt qua các đối thủ tương đối là sừng sỏ ở trong trận đấu bán kết, góp mặt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trận chung kết nữ sẽ là cuộc đọ sức giữa Chickadee và tuyển trẻ nữ Hà Nội. Và đây là đội hình xuất phát của tuyển trẻ nữ Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay: số 1 Vân San, số 9 Diệu Linh, số 24 Ngọc Ánh, số 28 Kim Ngân và số 66 Yến Nhi. Và như vậy là trận đấu chung kết nội dung U21 nữ của giải bóng rổ trẻ thành phố Hà Nội 2022 giữa U21 nữ Xi Đăng và U21 nữ Hà Nội đã bắt đầu. Các cầu thủ U21 nữ Hà Nội sẽ trong trang phục màu trắng. Một tấn công của các cô gái Xi Đăng. Chưa có điểm số đầu tiên. Rất đáng tiếc là bóng đã không đi vào rổ. Đó là một tình huống ném rổ tương đối là ấn tượng. Tiến vào trong. Chính xác, chuẩn xác. Đó là cú ném tới từ số 9 Ngọc Ánh. Đi bóng tốt, tiến vào trong. Rất hay. Quá tuyệt vời. Đó là cú ném tới từ Đào Hà Anh. Vũ Thị Trang, Đoàn Phương Linh, cú ném, hai điểm dành cho các cô gái Xi Đăng. Đó là cú ném 3 điểm, cú ném từ vòng ngoài. Một cú bắn 3 cực kỳ ấn tượng. Điểm số lúc này là 3-4. Người đã thực hiện cú ném 3 bên phía các cô gái Xi Đăng. Đó là nỗ lực của Vũ Mai Anh. Bên phía U21 Xi Đăng, số 21 Lan Anh được tung vào sân. Mai Anh rất hay. Tỷ số là 5-5. Trả ra hợp lý. 2 điểm dành cho nữ Hà Nội. Cú ghi điểm là của Đào Hà Anh. Đến 3. Rất hay. Rất tuyệt vời. 10-5, tỷ số là 10-5. Đường chuyền của Yến Nhi. Quá hay. Tại khu vực Đại học Y lúc này, khu vực nhà thi đấu cũng đã có rất đông các cổ động viên của Xi Đăng. Đoàn Phương Linh. Tuyệt vời. Có and one. Chính xác, có and one. Vừa có điểm và vừa có né phạt. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Phương Linh cần phải được lên tiếng trong ngày hôm nay. Cú ném ở cự ly trung bình thành công. 18-7. Tiếp tục là Hồng Hải. Rất nhanh. Thành công. Điểm số thứ 9 dành cho Xi Đăng. Phương Thúy. Vân San. 21-9. Mai Anh. 2 điểm nữa dành cho Xi Đăng. Một cú phối hợp ấn tượng. Rất chính xác, được truyền tốt. Vẫn vào rổ. 23-13. Hồng Hải. Rất tuyệt vời. 3 điểm. 16-23. Một cú ném cho thấy được sự tự tin của Hồng Hải. Chính xác. Pha ném 2 điểm thành công của số 21 Lan Anh. Rất hay, 2 điểm dành cho nữ Hà Nội. Một chiều cao rất vượt trội.
Mai Anh vẫn chưa có điểm. Đoàn Phương Linh lùi vào và sau đó ghi 2 điểm. 22-26, cách biệt chỉ còn là 4 điểm mà thôi. Hồng Hải. Xi Đăng liên tiếp có những tình huống ném ba thành công rất đẳng cấp. Trận đấu bất ngờ có sự cân bằng với sự rất hay. 27 điều. 27 điều và đó là Hồ Thị Trang. Bất ngờ hay. Trận đấu bất ngờ hay lên khi mà Xi Đăng chơi như lên đồng. Có điểm dành cho Xi Đăng. Họ vượt lên. Lần đầu tiên ở trong trận đấu này họ vượt lên. 29-28. Hồ Thị Trang. 2 điểm. 32-28. Cú ném 3. Tuyệt vời. 31-32. Ý Nhi. Rất hay. Quyết định đột phá tuyệt vời. Và lúc này tỷ số đã là 33-32 dành cho nữ Hà Nội. Họ một lần nữa vượt lên. Hồng Hải đã trở lại. Bên phía Xi Đăng thì Minh Anh cũng đã phạm lỗi cá nhân lần thứ 3. Quay. Xi Đăng quá đẳng cấp. Minh Anh, Hồng Hải bắn ba. Wow, không thể tin nổi. Tiếp tục là một cú bắn ba và Minh và đó là Mai Anh. Tiếp tục là cuộc tấn công dành cho một đứa Hà Nội. Bùi Thu Hằng 2 điểm tiếp theo. Cực kỳ ấn tượng. Trước đó là một đường truyền rất xa. Nhưng không thành công. Cơ hội phản công dành cho một đứa Hà Nội. Bùi Thu Hằng. Bắn ba. Wow. Quá đẳng cấp. Đẳng cấp. Điểm số chính xác lúc này là 47-39. 2 điểm nữa dành cho U21 nữ Hà Nội. Nỗ lực của Hồ Thị Trang. Cú đem 2 điểm thành công. 49-41. 2 điểm dành cho nữ Hà Nội. Rebound và sau đó là động tác xử lý cực kỳ khéo léo. Wow, tiếp tục là cú đá 3. 52-43. Hay quá. Động tác giả tuyệt vời. Rất bình tĩnh. Nhưng rất đáng tiếc đó lại là một lỗi chạy bước. Ngọc Ánh. Yến Nhi. Rất hay. Hy vọng lại được lóe lên. Và chúng ta còn khoảng 1 phút 20 giây. Ngọc Ánh. Tuyệt vời. Thêm 2 điểm nữa dành cho U21 nữ Hà Nội. Ngoài một Hà Nội vẫn gây áp lực. Bùi Thu Hằng. Tuyệt vời. Lôi ngược dòng rồi. 54-53. Những phút đã qua liên tiếp là những tình huống phòng ngự và chuyền bóng không chính xác đến từ Xi Đăng. Mai A. Tuyệt vời. 55 đều. Nếu quý vị cần xem một kịch bản kịch tính hơn cả những bộ phim bom tấn thì hãy đến Đại học Y ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có hiệp vụ 55 đều. Quyết định đột phá của Ngọc Anh quá khét. Qua người ấy rất tốc độ.
vẫn đang là Ngọc Ánh. 6 điểm liên tiếp. 6 điểm liên tiếp dành cho Ngọc Ánh. Tiếp tục là một tình huống dồn bóng cho Ngọc Ánh. 2 điểm nữa. Sự tăng tốc đáng sợ ở trong khoảng thời gian đầu của Hiệp Phụ. Đây rồi. 1-1. Thành công. 65-59. Tiếp tục là những tình huống gây áp lực. Cứ bóng rất hay. Đoàn Phương Linh rất lực, và đó là Đoàn Phương Linh. 61-65 rồi. Chính xác. Không được. Hết giờ. Hết giờ, và như vậy là chức vô địch. Chức vô địch nội dung U21 nữ giải bóng rổ trẻ thành phố Hà Nội 2022 đã thuộc về các cô gái U21 nữ Hà Nội. Đây xứng đáng là một trận chung kết. Một kịch bản kịch tính hơn cả những bộ phim bom tấn. Tỷ số cuối cùng là 67-62. Trận đấu đã phải trải qua Hiệp Phụ, và tuyển trẻ nữ Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh của mình để có được chức vô địch. Và chúng ta sẽ trở lại sau ít phút nữa với những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.